chàng, gia cảnh tuyệt vời, ngoại hình hoàn hảo, tài năng xuất chúng, hội tụ đủ yếu tố để trở thành một người đàn ông hoàn mỹ. Nàng, một diễn viên xiếc chuyên nghiệp, đang quản lý cánh xiếc của gia đình. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nàng được chàng hai trong một cứu giúp và bị cuốn vào mối quan hệ phức tạp. Tất cả sẽ có trong phim truyện nước ngoài Vì Anh Yêu Em. Phim được phát sóng vào lúc 21:05 thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên sóng truyền hình Tiền Giang, bắt đầu từ ngày 3 tháng 5 năm 2017.